Làm món bà hóc kho. Bà hóc kho là cái bà hóc nó vậy nè, nó giống như mắm mà không phải mắm, nó rất là nặng mùi. Mà bà hóc này ở mấy tụi người người Campuchia nè, với người Chà hay ăn, nó nặng lắm. Mà làm bằng cá lóc, rất là nặng mùi. Cái này nó đã xay nhuyễn nè, dễ làm lắm. Mà người Chà mình hay ăn ha, thì có cá hú nè, cá nè, cá hú, cá nào cũng được, miễn sao có sông. Mà cá có dạng mỡ mỡ béo béo. Rồi hành, tỏi, đường, nước mắm, ớt đủ kiểu, đủ loại, me, sả có thể lấy sả cây, sả bào cũng được, lá hành. À, rồi ăn chung với, kèm chung với gao luộc, gao sống, gao nào cũng được, thấy gao là cứ luộc, chấm chung ăn với cơm đó. À, chút là cái mở hũ ra là thấy mùi nó nặng lắm. Và cái cá này nó, cái bà hóc này nó làm á là chỉ là một cá với nó muối lại rồi nó để lâu năm vậy thôi. Đó mà làm thịt bằng cá lóc. Rồi đây là gọi bà hóc. Rồi chấm là bà hóc nữa. Như là can kho bà hóc, người ta gọi là kho. Để sả cây hay sả bào cũng được nha, sả sả bào muỗng, sả cây hay bao cũng cây, sả cây đập dập ra nha, để vô. Là me bỏ vô, để 2 muỗng mắm vô. Cái này là mấy là nhức đầu mà, để vô rồi tới mình nhức đầu luôn. Cái này đã xay sẵn rồi. Nếu là cá mà nó chưa sai, nó còn nguyên như con á thì là phải là luộc nó nha, luộc xong tí mình vớt nó ra, bỏ cái xương nha, đúng rồi, chín nó hơi sệt sệt lại, còn muốn ăn nước nhiều để nhiều. Rồi cái món nó đi kèm với gao, gao gì cũng được nha, cái ăn với gao luộc rồi ăn với gao sống nữa, mình tìm được gao gì thì mình ăn với gao đó, bầu bí gì đó cũng làm hết luôn, làm láng luôn. Giờ ở đây mình tìm được cái này mình ăn nè.